Ai đi chợ cấm mua 5 loại rau này, kẻo rước ung thư về nhà, ăn vào sinh bệnh, thọ non. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh Truyền hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, nói đến việc đi chợ mua rau, tôi để ý thấy là hầu hết mọi người đều chỉ mua mớ rau nào nhìn xanh tươi, chứ thực sự để nói về rau nào sạch và tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Thế nên thành ra, nhiều người đang rước 5 loại rau bị liệt kê vào danh sách đen, càng ăn nhiều càng gây hại cho sức khỏe. Để rồi lợi bất cập hại, càng ăn càng sinh bệnh, thọ non. Cụ thể, đó là những loại rau nào? Hãy cùng Truyền hình Sức Khỏe đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Thứ nhất, nấm. Nói đến nấm thì hầu hết các gia đình không trồng được, trong khi đây lại là loại thực phẩm ngon, ngọt, phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình. Chính vì vậy mà hầu hết các bà nội trợ đều mua nấm từ bên ngoài về. Theo các chuyên gia ẩm thực cho biết, nấm có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nhan sắc. Có chứa tới gần 60 nguyên tố khoáng, hàm lượng protein gấp 3-4 lần các loại rau khác. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách, sẽ vô tình biến món ăn có lợi thành có hại cho sức khỏe. Theo lương y Phạm Anh Đào, nguyên bác sĩ Viện Y học Cổ truyền Quân đội, nấm được coi là rau sạch, thịt sạch, thực vật, có giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến và có mặt từ quán bình dân tới các nhà hàng sang trọng. Có nhiều loại nấm thông dụng như nấm hương, đông cô, nấm mèo, mộc nhĩ, nấm rơm, nấm bào ngư, nấm sò, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm mỡ, dầu dinh dưỡng. Vitamin khoáng chất, hoạt chất có lợi, tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe. Phụ nữ ăn nấm sẽ giảm ung thư vú. Nam giới ăn nấm sẽ giảm thiểu ung thư tuyến tiền liệt. Nấm còn ngừa ung thư và giảm phóng xạ. Ăn nấm giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chống sự tấn công của các gốc tự do, chống lão hóa. Điều hòa huyết áp, giảm thiểu đường, ngừa sỏi mật và sỏi tiết niệu. Còn có thể ức chế sự sinh trưởng của các virus, ngăn chặn quá trình hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể. Tuy nhiên, bác sĩ Đỗ Văn Điệp, khoa nội, Bệnh viện Đa khoa, huyện Bảo Yên, khuyến cáo người dân cần biết sử dụng cẩn trọng khi sử dụng nấm, bởi ngộ độc nấm rất nguy hiểm, để lại những di chứng hết sức nặng nề. Nguy hiểm hơn là khi ăn phải nấm ngộ độc. Sau khi ăn 6 đến 40 giờ, thường là 12 đến 18 giờ, bệnh nhân nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, cơ thể mất nước và rối loạn điện giải, trụy mạch, tiểu ít. Sau đó triệu chứng trên sẽ hết. Vài ngày sau mới xuất hiện các biểu hiện suy gan thận như vàng mắt, vàng da, chán ăn, đầy bụng, mệt mỏi, viêm, nhiễm độc gan, phá hủy các tế bào gan, dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết ở nhiều nơi, dưới da, niêm mạc, tiểu ra máu, cuối cùng là tử vong. Hầu hết các vụ nấm ngộ độc không xác định được các loài nấm nên việc xử trí khó khăn, diễn biến khó lường và ngộ độc nấm càng chậm thì càng khó chữa. Bên cạnh lưu ý khi mua nấm để ăn, không bị ngộ độc, thì dù mua được nấm chuẩn, bà con cũng cần lưu ý một số sai lầm khi chế biến nấm sau đây. Rửa nấm quá kỹ trước khi chế biến. Thực tế cho thấy rằng nấm chỉ mọc được trong môi trường sạch, do đó nếu rửa nấm quá kỹ sẽ làm mất đi những dưỡng chất của nấm. Hơn nữa, nấm sẽ hút rất nhiều nước và khi ngấm nước vào thì nó sẽ bị nhạt khi nấu. Do đó, với nấm tươi, cô bác chỉ nên rửa qua nước sạch, cắt chân nấm và để ráo nước. Tốt nhất là các bà nội trợ nên chọn nấm ở những cơ sở chất lượng đảm bảo và dùng khăn ẩm lau sạch. Cho quá nhiều dầu ăn khi xào nấu món nấm. Thực chất nấm rất dễ hút chất lỏng và nước. Nếu cô bác có cho nhiều dầu ăn vào để xào cũng không phát hiện ra điều đó. Tuy nhiên, hậu quả của việc cho nhiều dầu ăn vào nấm là khiến chúng làm cản trở quá trình hấp thụ dinh dưỡng của nấm vào cơ thể, gây đầy bụng khó tiêu, thậm chí có thể khiến cô bác mắc chứng trào ngược dạ dày. Không nấu chín hoàn toàn, nhiều người thích ăn tái vì nghĩ như vậy sẽ ngọt hơn.
Thế nhưng riêng với nấm thì cô bác cần hết sức cẩn thận. Khi chế biến nấm, cô bác cần đun sôi và trong từ 5 đến 10 phút để đảm bảo rằng nấm đã chín hoàn toàn, không gây hại cho cơ thể. Nếu cô bác nấu nấm không kỹ, các chất trong nấm có thể khiến cô bác khó tiêu hoặc các vi khuẩn chưa được tiêu diệt sẽ gây hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, nấu nấm ở nhiệt độ thấp sẽ cho ra nhiều nước khiến món ăn bị mất mùi, màu sắc và thẩm mỹ của món ăn cũng không còn nữa. Do đó xào nấm nên nấu dưới ngọn lửa lớn sẽ ngon hơn rất nhiều. Ăn nấm cần nhớ tránh uống đồ lạnh. Cô bác có biết không, nấm có tính hàn, bổ âm. Nếu cô bác uống kèm trà đá, nước giải khát lạnh, nhìn chung là các thức ăn, thức uống thanh nhiệt, giải khát sẽ khiến cô bác bị lạnh bụng, dễ bị đau bụng, khó chịu. Thế nên cô bác nhớ lưu ý những điều này để tránh phải những hậu quả đáng tiếc khi ăn nấm nhé. Thứ hai, măng chua. Xin hỏi cô bác mình ở đây có ai thích ăn măng chua không ạ? Nếu có thì hãy bình luận số 2 nhé. Chia sẻ thật với cô bác, tôi rất thích ăn măng chua xào hoặc nấu canh cá, canh cua. Tuy nhiên, khi mà biết được những tác hại của thực phẩm này thì tôi đã phải gạch tên nó ra khỏi danh sách những thứ đi chợ cần mua đấy ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, trong măng có hàm lượng axit sinhydric cao. Đây là chất có nhiều độc tính. Khi chất độc này đi vào cơ thể với hàm lượng lớn sẽ gây đau đầu, nôn, khó thở, tụt huyết áp, hôn mê, mất chi giác, liệt cơ, co giật, tử vong. Thêm nữa, hiện nay để giảm chi phí, nhiều người buôn măng đã sử dụng một loại hóa chất giúp măng ngon, giòn, mềm, có thể để vài năm mà không thối. Loại hóa chất này còn có tính năng làm trắng, biến măng thâm đen, cũ mốc thành măng trắng mờn chỉ sau 1 giờ. Muốn măng càng trắng và mềm thì bỏ nhiều hóa chất hơn. Theo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm, sản phẩm măng khô và măng tươi trên phạm vi cả nước đã phát hiện nhiều mẫu măng khô tồn dư lưu huỳnh và sulfit có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Nếu sử dụng thực phẩm có chứa lưu huỳnh nồng độ cao, lâu dài sẽ tổn thương về thần kinh, thay đổi hành vi, ảnh hưởng hệ tuần hoàn, chức năng tim mạch, tổn thương mắt, giảm thị lực, ảnh hưởng chức năng sinh sản, hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Theo các cán bộ quản lý thị trường, dấu hiệu để nhận biết măng ngâm hóa chất là măng có màu trắng nhợt nhạt hoặc vàng sẫm do được ngâm với bột măng màu vàng. Còn măng tươi tự nhiên thường có màu vàng tươi nhạt, có thể bẻ gãy được. Măng còn lưu giữ mùi thơm đặc trưng, măng ngâm hóa chất nhìn đẹp mắt, vị ngọt, ngon và giòn hơn măng tự nhiên. Thứ ba, rau mồng tơi. Nói đến rau mồng tơi, đây là loại rau phổ biến trong mâm cơm của gia đình người Việt. Nhất là vào mùa hè, nắng, nóng, có bát canh rau mồng tơi nấu mướp, ăn cùng cà muối thì có khi chẳng cần thịt cá nữa. Tuy nhiên, dù phổ biến là vậy, nhưng cô bác cũng cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn loại rau này để tránh sinh bệnh thọ non nhé. Trước hết, cô bác cần tránh ăn rau mồng tơi để qua đêm, bởi trong rau mồng tơi đã chứa lượng lớn nitrat. Nếu để món canh rau mồng tơi qua đêm thì chúng sẽ biến đổi thành nitrit, chất có nguy cơ gây ung thư, ngộ độc, rất ảnh hưởng tới sức khỏe nếu thói quen này không được loại bỏ. Thêm nữa, những người mắc các bệnh về xương khớp, đặc biệt là bệnh gút, được yêu cầu tránh xa hoàn toàn loại rau này. Bản thân thứ rau có khả năng khiến cơ thể tích tụ axit uric và làm tình trạng bệnh thêm đi xuống. Ngoài ra, do chứa nhiều purin, hợp chất khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ sỏi thận hình thành. Vậy nên, rau đay mồng tơi được khuyến cáo không nên ăn với những người mắc bệnh thận. Thế nên nếu cô bác nằm trong danh sách những đối tượng mà chương trình vừa kể trên thì cần hết sức lưu ý tránh ăn mồng tơi để đảm bảo an toàn sức khỏe nhé. Còn đối với cô bác nào khỏe mạnh thì hãy nhớ rằng bên cạnh tác dụng như cải thiện hệ tiêu hóa,
làm mát cơ thể. Nhưng nếu ăn quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Bản thân rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao axit oxalic nên khuyến cáo chỉ ăn khoảng 2 lần trong một tuần thôi cô bác nhé. Bên cạnh tác dụng như cải thiện hệ tiêu hóa, làm mát cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều, chắc chắn sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Bản thân rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao axit oxalic nên khuyến cáo chỉ ăn khoảng 2 lần trong một tuần thôi cô bác nhé. Thứ tư, cà chua. Cà chua là thực phẩm rất quen thuộc với giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách thì cũng có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Theo nguồn tin từ báo kênh 14.vn cho biết, một người phụ nữ họ Từ, Trung Quốc đã suýt mất mạng chỉ vì một sai lầm khi ăn cà chua, rất nhiều gia đình đang mắc phải. Cụ thể, tháng trước chồng bà Từ phát hiện bị phì đại tuyến tiền liệt khi khám sức khỏe định kỳ. Nghe những người hàng xóm nói rằng cà chua rất tốt cho điều trị các bệnh nam khoa và có chất chống lại ung thư tuyến tiền liệt, nên bà mua rất nhiều về nhà. Sau đó ngày nào, bà Từ cũng nấu các món từ cà chua cho chồng ăn. Được khoảng 2 tuần, bà Từ phát hiện không ít quả cà chua bị dập nát, nấm mốc, thối rữa. Tuy nhiên vì tiếc của nên bà chỉ cắt bỏ những phần hư hỏng rồi tiếp tục nấu ăn. Bởi lẽ bà cho rằng mình chỉ ăn phần còn tốt, lại nấu chín nên chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, sợ để lâu thêm sẽ hỏng hết nên bà quyết định nấu một bàn ăn toàn các món với cà chua. Từ cà chua trứng đến canh cà chua nấu cá, đậu hũ sốt cà chua xào thịt, và cả mấy lát cà chua ăn kèm rau sống. Chồng bà vốn kén ăn, chỉ ăn thử một miếng cà chua nấu trứng đã vội nhăn mặt nói có mùi rất lạ. Sau đó ông nhất quyết không ăn món nào có cà chua nữa. Bà Từ tiếc của tiếc công nấu nướng nên một mình cố ăn hết. Khoảng gần một tiếng sau, bà bắt đầu cảm thấy khắp người khó chịu, đau bụng và có cảm giác buồn nôn. Nghĩ là bị rối loạn tiêu hóa, nên bà chỉ tự uống thuốc rồi lại tiếp tục nấu cà chua trong những bữa ăn sau. Hai ngày sau đó, các triệu chứng của bà Từ càng trở nên nghiêm trọng. Bà thậm chí còn đau bụng đến mức không ăn uống được, cả người không còn sức lực, nôn mửa rất nhiều. Người nhà sợ hãi gọi xe taxi đưa bà đến bệnh viện thăm khám. Nhưng trên đường đi thì bà kêu nóng trong người, khó thở rồi ngất xỉu. Bác sĩ cho biết bà Từ bị ngộ độc do ăn cà chua hỏng, bởi vì trong nó có chất cực độc alpha-tocin, độc gấp 68 lần thạch tín arsen và là chất gây ung thư số 1 được WHO cảnh báo. Chưa kể, cà chua nấm mốc, thối rữa khiến bị nhiễm khuẩn. Hai điều này cộng hưởng với nhau dẫn tới nhiễm trùng đường ruột cấp tính. May mắn là cấp cứu kịp thời nên có thể giữ được tính mạng. Từ trường hợp của bà Từ, bác sĩ điều trị nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải cẩn trọng khi ăn cà chua. Dù là thực phẩm lành tính, nhưng ăn sai cách, nó vẫn có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường, thậm chí gây ung thư hoặc tử vong. Đầu tiên, tuyệt đối không ăn cà chua bị dập nát, thối rữa, nấm mốc. Bởi lúc này, chúng sản sinh ra chất độc alpha-tocin cùng nhiều vi khuẩn khác. Chất độc này sẽ ngấm vào toàn bộ quả cà chua khi bị nấm mốc. Vì vậy không thể loại bỏ bằng cách cắt bỏ phần bị hỏng, thậm chí không biến mất ở nhiệt độ cao. Tương tự, cũng không được ăn cà chua có đốm đen. Sau khi cà chua bị nhiễm nấm Antelaria, do nấm chuyển hóa trong quả sinh ra độc tố, gây ra hiện tượng đốm đen và nhanh hư hỏng hơn ở cà chua. Độc tố này được gọi là độc tố Antelaria. Tuy không mạnh bằng alpha-tocin, nhưng vẫn có nguy cơ gây ung thư và các rủi ro sức khỏe khác. Vậy nên, cô bác nhớ chú ý nhé! Thứ 5. Mộc nhĩ. Nghe đến đây, chắc hẳn cô bác đang thấy rất bất ngờ và khó hiểu đúng không ạ? Bởi mộc nhĩ là một nguyên liệu quen thuộc gắn bó từ rất lâu đời với người dân Việt Nam. Gì chứ, làm bát canh măng hay nem rán là không thể thiếu được những sợi mộc nhĩ dai, giòn.
Vậy tại sao chúng lại có thể gây hại cho người sử dụng được? Vâng, thưa cô bác, trên thực tế thì mộc nhĩ là thực phẩm lành tính, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu mắc những sai lầm trong khâu chế biến, chẳng hạn như ngâm mộc nhĩ sai cách, cô bác hoàn toàn có thể biến mộc nhĩ thành một liều thuốc độc, thậm chí là gây bệnh ung thư. Đó là bởi hiện nay nhiều người có thói quen ngâm mộc nhĩ trong nước nóng vì nghĩ rằng nước ở nhiệt độ cao sẽ làm mộc nhĩ nở nhanh, thuận tiện cho khâu chế biến. Thế nhưng đây là quan điểm sai lầm. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, mộc nhĩ dễ bị rách, chín mềm và làm biến đổi mùi vị. Đặc biệt, một số loại mộc nhĩ ngâm trong nước nóng còn sản sinh ra nấm mốc chứa độc tố aflatoxin. Aflatoxin được đánh giá là chất gây ung thư nguy hiểm nhất trên thế giới, kể cả khi được rửa nhiều lần. Aflatoxin cũng không thể tan biến hoàn toàn. Đó là chưa kể, một số bà nội trợ còn có thói quen ngâm mộc nhĩ rất lâu, khiến cho vi khuẩn dễ tấn công, gây ra nhiễm khuẩn. Ăn phải mộc nhĩ nhiễm khuẩn, nguy cơ ngộ độc là rất lớn. Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân sẽ xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài. Ở mức độ nặng, có thể gây hôn mê, phải nhập viện, cấp cứu. Vậy nên, để an toàn cho sức khỏe, tốt nhất là cô bác chỉ nên ngâm mộc nhĩ trong nước lạnh từ 15 đến 20 phút, rửa sạch, cắt chân trước khi chế biến. Ngoài ra, cô bác cần nhớ rằng mộc nhĩ chỉ nên dùng như một kiểu loại gia vị, không nên ăn nhiều vì có thể gây ra hiện tượng tắc nghẽn đường ruột. Nghe đến đây thì chắc hẳn sẽ có cô bác băn khoăn thắc mắc rằng vậy bây giờ đi chợ thì mua loại rau gì cho an toàn mà vẫn đảm bảo cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể? Trả lời câu hỏi này, Truyền hình Sức khỏe sẽ tiết lộ cho cô bác danh tính hai loại rau thần dược đại bổ, càng ăn càng khỏe mạnh. Cô bác đi chợ nếu thấy thì nhất định phải mua ngay nhé. 1. Rau ngải cứu. Đây là loại rau quen thuộc với người dân Việt Nam, xuất hiện rất nhiều trong những bữa cơm hàng ngày của các gia đình và trong nhiều bài thuốc dân gian thông dụng. Còn theo các nhà khoa học, ngải cứu nhiều tinh dầu có đặc tính ấm nên sẽ rất thích hợp trong việc làm thuốc điều trị các chứng cảm mạo như sốt, ho và buồn nôn. Ngoài ra, nếu có lúc cô bác gặp các trường hợp bị choáng váng, hoa mắt, buồn ngủ thường xuyên, thì đây có thể là việc dấu hiệu máu lưu thông lên não kém. Cô bác có thể cải thiện tình trạng này bằng cách bổ sung ngải cứu thông qua các bữa ăn hàng ngày. Trong lá ngải cứu có chứa hợp chất anthion, một hợp chất làm thần kinh trở nên hưng phấn, nên có thể giúp giảm các cơn đau đầu và giảm thiểu tình trạng trên. Cải thiện khả năng lưu thông máu lên não rất hiệu quả. 2. Rau lang. Nói đến rau lang, không thể bỏ qua công dụng vàng tuyệt vời của nó, chính là nhuận tràng. Sở dĩ ăn rau lang sẽ giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đó là nhờ hàm lượng cao chất xơ trong loại quả này. Thường xuyên ăn thì chúng sẽ giúp bảo vệ thành mạch dạ dày, ngăn ngừa táo bón và rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả. Không chỉ vậy, dịch nhựa trong rau lang còn hỗ trợ làm sạch độc tố trong đại tràng, tăng tiết dịch nhầy và thúc đẩy quá trình đào thải. Từ đó, chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố tích tụ trong đường tiêu hóa, hấp thụ được tối đa nguồn dinh dưỡng từ các thực phẩm bên ngoài đưa vào. Có một lưu ý nhỏ là khi luộc rau lang để ăn và chữa bệnh, nếu cô bác muốn dùng nước thì nên lấy nước thứ hai, vì nước thứ nhất thường có vị chát, đắng và rất hăng. Ngoài ra, loại rau này còn có một lượng vitamin K rất dồi dào. Đây là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để chống đông máu, từ đó sẽ giúp hồi phục vết thương nhanh chóng, cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt ở phụ nữ rất hiệu quả. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nhấn mạnh với cô bác đó là bên cạnh việc chăm lo cho hình thể, cho sức khỏe, thì chúng ta cũng nên nuôi dưỡng và làm cho tâm hồn mình tươi đẹp hơn nhé. Tâm hồn con người là tổng hòa của nhiều yếu tố như cảm xúc, nhận thức, lý trí, khát vọng. Vẻ đẹp tâm hồn làm nên giá trị sâu xa, bền vững của con người.
Khi ta biết đồng cảm, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ người khác là khi ta đang gieo hạt giống của niềm tin yêu trong lòng họ, giúp họ có thêm động lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Khi ta biết lắng nghe, biết bày tỏ nhận thức, động cơ, khát vọng, hoài bão chân chính của mình, cũng là lúc ta đang tìm kiếm sự thấu hiểu và khuyến khích người khác hợp tác, cùng phát triển. Sự giàu có về mặt tâm hồn giúp ta biết yêu thương con người, yêu thương cuộc sống và biết sống một cuộc đời rộng rãi, bao dung, có ích. Chính những thứ ta cho đi sẽ đem lại cho ta tình yêu, hạnh phúc và sự tôn trọng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Nếu cô bác thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 4 nhé. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.